Xin chào tất cả các bạn, thì nay mình lại lên video để giới thiệu với các bạn về một số loại tiền xưa của Việt Nam sưu tầm và mong nhận được sự quan tâm ủng hộ từ phía của các bạn. Thì bạn nào muốn sưu tầm, sở hữu hay là muốn biết thêm thông tin nào khác về các tờ tiền thì các bạn nhớ liên hệ ủng hộ mình nha. Số điện thoại mình đã để ở trên video này rồi. Thì đầu tiên trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn về tờ tiền 500 đồng in năm 1985. Đây là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất ở trong bộ năm 1985 nhá. Đây, mặt trước và mặt sau của tờ tiền. Như các bạn cũng có thể nhìn thấy thì tờ tiền này nó vẫn còn rất là nguyên vẹn này. Tuy nhiên rằng là nó có một số các nếp gấp khi trong quá trình sử dụng tờ tiền. Đây, mặt trước và mặt sau của tờ tiền vẫn còn rất sáng và rất là đẹp. Đây, mình sẽ xoay ngược sáng cho các bạn xem này. Hình chim bảo an đó chính là chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trên cái phần là khu bảo an. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy màu đỏ. Và tờ tiền này thì ngày xưa các cụ gọi là tờ tiền 500 đồng cà chua, mệnh giá lớn nhất ở trong bộ tiền. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 180.000 đồng nhá. Chất lượng còn rất là ok và rất là đẹp. Đây là tờ tiền mệnh giá lớn nhất ở trong bộ năm 1985. Còn tờ tiền 5 hào là tờ tiền mệnh giá nhỏ nhất ở trong bộ năm 1985. Đây, các bạn cũng có thể nhìn thấy. Và ngày xưa Việt Nam sử dụng các mệnh giá là xu, hào và đồng. 10 xu thì đổi lấy được 1 hào, 10 hào thì đổi lấy được 1 đồng. Đấy, đấy là các mệnh giá ở trên tờ tiền 5 xu, 5 hào. 5 hào này thì mình bán với giá là 40.000 đồng. Như vậy là các bạn cũng có thể nhìn thấy cái giai đoạn năm 1985 thì đất nước ta sử dụng các tờ tiền nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Mệnh giá nhỏ nhất là 5 hào và mệnh giá lớn nhất là 500 đồng. Đấy, đây các bạn cũng có thể nhìn thấy như vậy là phải mất khoảng 1.000 tờ này à, 1.000 tờ 5 hào thì mới đổi được một tờ 500 đồng. Đấy, các bạn cũng có thể nhìn thấy sự khủng khiếp ở trên cái tờ, trên cái bộ năm 1985 về mệnh giá, khoảng cách rất là xa. Đấy, đây các bạn cũng có thể thấy rằng là hai tờ 5 đồng, hai tờ 5 hào thì đổi đi lấy được 1 đồng. Đấy, 500 tờ 1 đồng thì được 1 tờ 500 đồng này. Đấy. Rồi. Tiếp theo thì mình giới thiệu với các bạn về tờ tiền 50 đồng in năm 1958, năm 1976. Đây, mặt trước và mặt sau của tờ tiền này. Thì tờ tiền này thì là tờ tiền mệnh giá lớn nhất ở trong bộ năm 1976 nha các bạn nha. Mặt trước và mặt sau của tờ tiền. Tờ tiền này thì khu vực bảo an của nó này, đó chính là cái dây bảo an màu đen. Đây, dây bảo an màu đen. Đấy, các bạn cũng có thể nhìn thấy khi xoay ngược sáng, dây bảo an này cực kỳ là sắc nét và rất rõ ràng. Tờ tiền này thì không còn được mới nữa và mình bán với giá chỉ là 55.000 đồng cho các bạn sưu tầm thôi. Số series là 1515. Tiếp theo là bộ năm 1958. Đây, gồm có các mệnh giá là 2 hào, 1 đồng, 2 đồng và 5 đồng. Đầu tiên sẽ là tờ tiền mệnh giá 2 hào thì chất lượng không còn được mới nữa. Loại này bây giờ thì cũng khá là hiếm nhá. Tờ tiền 2 hào thì nó đã bị sắt ở trên góc này rồi thì giá bán của nó là 60.000 đồng trên một tờ. Loại này nếu như mà đẹp thì nó có thể lên cả 100.000 đồng một tờ cũng có nha các bạn nhá. Mặt trước in hình ảnh quốc huy của nước Cộng hòa xã hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Còn mặt đằng sau đó chính là hình ảnh của đập Bái Thượng. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 60.000 đồng. Tiếp theo là tờ tiền 1 đồng cũng năm 1958. Hình ảnh mặt trước đó chính là quốc huy của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cột cờ Hà Nội. Và mặt đằng sau đó chính là những người nông dân đang cấy lúa ở trên cánh đồng xa xa. Đó chính là đoàn tàu Thống Nhất Bắc Nam, ý nghĩa ở trên tờ tiền. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 60.000 đồng nha. 60.000 đồng, chất lượng còn rất là đẹp và rất là ok. Tiếp theo là tờ tiền mệnh giá 2 đồng năm 1958. Mặt trước hình ảnh của bốn giai cấp, giai cấp ở trong thời kỳ ngày xưa này, gồm có là sĩ, công, nông, sĩ, nông, công và binh. Đấy, bốn giai cấp. Mặt đằng sau đó chính là hình ảnh của Vịnh Hạ Long, một trong những khung cảnh ấy được sử dụng rất nhiều ở trên các tờ tiền của Việt Nam. Tờ tiền 2 đồng. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 100.000 đồng nhá. Chất lượng còn rất là đẹp và rất là sáng. Ok. Các góc cạnh này vẫn còn rất là nguyên vẹn. 100.000 đồng. Tiếp theo là tờ tiền 5 đồng năm 1900 cũng là 58. Mặt trước quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chân dung của Bác Hồ, máy cày. Máy này không phải là máy cày mà là máy làm đường thì phải. Đấy. Mặt sau đó chính là hình ảnh khai thác than ở mỏ than Quảng Ninh. Mỏ than Cẩm Phả Quảng Ninh.
đấy, mặt trước và mặt sau của tờ tiền 5 đồng. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 110.000 đồng nha, 110.000 đồng ở trong cái tờ tiền. Đây các bạn cũng có thể nhìn thấy hoa văn họa tiết này, sau đó là các góc cạnh còn rất là đẹp. Rồi, tiếp theo thì lên với các bạn về hai tờ tiền 5 đồng 1948. Đấy, các bạn cũng có thể nhìn thấy hình ảnh hoa văn họa tiết ở trên hai tờ này khác biệt nhau hoàn toàn. Một tờ thì rất là rõ ràng và sắc nét, đấy, gần như là chưa sử dụng lần nào. Còn một tờ thì nó đã được sử dụng và hình ảnh thì nó đã bị phai mờ theo thời gian. Tờ tiền 5 đồng cũ hơn như thế này thì mình bán với giá là 220.000 đồng. Còn tờ tiền 5 đồng năm 1948 mặt trước và mặt sau. Đây, đây mình sẽ xoay bảo an cho các bạn xem này. Đấy, có bóng chim bảo an, đó chính là ngôi sao năm cánh. Đây, xoay ngược sáng sẽ nhìn thấy rõ hơn rất là nhiều. Thì tờ tiền này thì mình bán với giá là 350.000 đồng, chất lượng còn mới, gần như là rất là đẹp. Đây, giấy ở bên trong cũng rất là cứng cáp. Rồi, tiếp theo là tờ tiền 500 đồng in năm 1948, mặt trước và mặt sau của tờ tiền này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của bộ đội ta đang ở trong chiến thắng Sông Lô, chiến dịch Sông Lô. Đây là khung cảnh của tàu bay Mỹ, thuyền của Mỹ bị đánh chìm, thuyền của Pháp, tàu bay Pháp, mình nhầm. Thời kỳ đó là thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đây, hình ảnh của anh bộ đội áo chấn thủ. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 550.000 đồng nha. Chất lượng này các bạn cũng có thể nhìn thấy này, các góc cạnh vẫn còn rất là đẹp này. Có một chút xước sát ở phía bên trên này thôi, còn bên trong thì rất là đẹp. 550.000 đồng. Rồi, tiếp theo thì mình giới thiệu với các bạn về tờ tiền 500 đồng hoa văn in năm 1969. Số series là 222, tam hoa 222. Chất lượng thì không còn được mới nữa. Đấy, các bạn cũng có thể nhìn thấy chất lượng không còn được mới nữa. Thì tờ tiền tam hoa này bán cho các bạn sưu tầm, số đẹp thì cũng là một lựa chọn không tồi. Tờ tiền này thì mình bán chỉ với giá là 50.000 đồng thôi nhá, 50.000 đồng cho cái tờ tiền này. Chất lượng này các bạn cũng có thể nhìn thấy hoa văn họa tiết vẫn còn rất là rõ ràng, sắc nét. Có một vết gập ở trong giữa cho người ta đã sử dụng tiền rồi. Rồi, tiếp theo cũng là một tờ tiền có số series tam hoa, đó chính là 777. Thì tờ tiền này thì nó đã bị thủng một lỗ này, hai lỗ ở trên tờ tiền, nhưng mà các hoa văn họa tiết vẫn còn rất là ok. Đấy, màu ở trên tờ tiền vẫn còn rất là sáng và rõ nét. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 60.000 đồng nhá. Hoa văn họa tiết vẫn còn rất là đẹp, hình ảnh con voi. Rồi, tiếp theo thì mình giới thiệu với các bạn về một số tờ tiền của hoa văn gồm có là 200 đồng, 1.000 đồng, 20 đồng và tờ tiền 500 đồng. Ở đây thì mình còn thiếu tờ tiền là 50 đồng và 100 đồng. Thì chọn bộ tiền hoa văn. Đầu tiên sẽ là tờ tiền 200 đồng. Tờ tiền này thì các bạn cũng có thể nhìn thấy các góc cạnh còn rất là mới này. Đây, mới luôn đấy. Và nó chỉ gập một chút ở trên tờ tiền, nhưng mà nước tiền còn rất là sáng. Tờ 200 đồng ở trong bộ hoa văn này thì giá trị nó có thể lớn hơn rất nhiều lần so với lại các tờ tiền khác nhé. Một tờ tiền này sẽ tương đương với lại 5 tờ tiền bình thường ở trong bộ hoa văn. Và tờ tiền chất lượng như thế này mình bán với giá là 180.000 đồng. Vậy 200 đồng này cũng khá là hiếm. Rồi, còn những tờ hoa văn khác thì nó lại giá rẻ hơn. Đấy, mình cũng không hiểu lý do vì sao tờ 200 đồng này lại có giá trị nó cao như vậy. Như là tờ 1.000 đồng này thì mình chỉ bán với giá là 30.000 đồng thôi nhá, 30.000 đồng cho các bạn sưu tập. Hoặc là tờ tiền 500 đồng này thì mình chỉ bán với giá là 40.000 đồng. Đây, chất lượng còn rất là đẹp và ok. Còn tờ 20 đồng này thì mình chỉ bán với giá là 40.000 đồng. Đấy, thì các bạn cũng có thể so sánh này, ba tờ tiền này cộng vào thì nó chỉ xem khoảng hơn 100.000, nhưng mà riêng anh này đã là 180.000 rồi. Đấy, rồi tiếp theo là một bộ tiền năm 1972, bộ tiền 1972 gồm có các tờ tiền mệnh giá là 500 đồng, 1.000 đồng, 100 đồng và 200 đồng, còn thiếu tờ 50 đồng con ngựa. Đấy, tờ tiền 50 đồng con ngựa thì sau mình sẽ lên cho các bạn sau nhé. Thì tờ tiền đầu tiên, đây có tờ tiền 50 đồng con ngựa rồi. Như vậy là đủ bộ gồm có là 5 tờ tiền các loại 50 đồng hình con ngựa. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 50.000 đồng. Chất lượng còn rất là đẹp và ok. Tiếp theo là tờ tiền 100 đồng in hình con trâu màu xanh lá cây. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 60.000 đồng nhá. Chất lượng còn đẹp.
còn tờ tiền cũ hơn thì giá của nó sẽ là thấp hơn. Đấy. Ở trong bộ này thì có tờ tiền con nai, nó là tờ tiền mệnh giá không phải là cao nhất nhưng mà giá trị sưu tầm của nó lại rất là cao. Tuy nhiên ở đây thì cái tờ con nai của mình nó không còn được mới nữa, thì tờ tiền này mình bán với giá là 50.000 đồng cho các bạn sưu tầm. Và tiếp nữa là tờ tiền 500 đồng in năm 1972, in hình con cọp, chất lượng còn rất là ok. Loại này thì mặt trước là đều là hình ảnh của dinh độc lập, còn mặt sau đó chính là in hình ảnh của các con thú nha. Và tờ tiền này thì mình bán với giá là 80.000 đồng, chất lượng còn rất là đẹp. Và cuối cùng ở trong bộ tiền mệnh giá lớn nhất ở bộ tiền này còn được sử dụng, đó chính là tờ tiền 1.000 đồng, là tờ tiền mệnh giá cao nhất. Ngoài ra thì bộ năm 1972 nếu các bạn tìm hiểu nó còn có mệnh giá 5.000 đồng và 10.000 đồng. Tuy nhiên mới chỉ được phát hành ra và được phát cho binh sĩ ở các khu vực và các khu vực phía Nam ở năm 1975, thì lúc đấy đất nước ta hoàn toàn được giải phóng, độc lập, Bắc Nam sum họp một nhà, nên cái tờ tiền 5.000 đồng và 10.000 đồng nó là vô cùng hiếm, nó không được phát hành rộng rãi. Thì tờ tiền 1.000 đồng này thì mình chỉ bán với giá là 40.000 đồng thôi nha, chất lượng còn rất là đẹp, ok, hoa văn họa tiết vẫn còn rất là sáng. Rồi nhân tiện thì có hai cái tờ tiền 10 nhân dân tệ và 20 nhân dân tệ nó đang nằm ở trong khung hình video, thì mình cũng giới thiệu luôn hai tờ tiền này. Thì mình bán nhỉnh hơn cái tỷ giá một chút nhá. Tờ 10 nhân dân tệ này thì mình bán với giá là 45.000 đồng, chất lượng còn rất là ok này, có sợi dây bảo an này, 45.000 đồng cho các bạn sưu tầm. Hoa văn hình chìm bảo an, chủ tịch Mao Trạch Đông, sinh năm 1893, mất năm 1976, mặt trước và mặt sau. Sông này là sông Dương Tử ở Trung Quốc. Đây. Nó mình bán cao hơn tỷ giá một chút, mong các bạn thông cảm. Rồi, tiếp theo là tờ tiền 20 nhân dân tệ, đây cái khu vực bảo an của nó này, mực đổi màu khi di chuyển tờ tiền này cũng khá là đẹp. Mặt trước vẫn là chân dung của chủ tịch Mao Trạch Đông, mặt đằng sau hình ảnh danh thắng này mình cũng không rõ là danh thắng nào. Rồi tờ tiền này thì cũng bán nhỉnh hơn giá tỷ giá một chút nhá, là 75.000 đồng. Đấy, cho các bạn sưu tầm. Rồi, như vậy là ở trong video ngày hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn về một số tờ tiền như vậy. Thì mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ phía của các bạn. Thì bạn nào muốn sưu tầm sở hữu hay là muốn biết thêm thông tin nào khác về các tờ tiền thì các bạn nhớ liên hệ ủng hộ mình nha. Số điện thoại thì mình đã để ở trên video này rồi. Mình ship hàng trên toàn quốc, cước phí gửi ở đây là 30.000 đồng trên một lần gửi. Thì còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh, chưa like thì giúp mình đăng ký và like giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.